Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi khám phá những tin tức nóng hổi nhất trong suốt 24 giờ qua. Vĩnh Long ghi nhận thêm 292 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Nhiều F0 vẫn đi vòng vòng, lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam, có đơn khiếu nại đối với luật sư tại Vĩnh Long. BC Covid là ứng dụng chống dịch thống nhất trên cả nước. Số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh miền Tây. Hậu Giang lập thêm bệnh viện dã chiến 1.000 giường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị sớm mở lại các khu cách ly quận huyện và bệnh viện dã chiến. Mở đầu video như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong ngày hôm qua, ngày 13 tháng 11, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 292 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Cụ thể, 63 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. Tại thị xã Bình Minh là 39 trường hợp, huyện Long Hồ là 19 trường hợp, xã An Phước, huyện Mang Thít là 2 trường hợp, thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân là 3 trường hợp, 34 trường hợp qua khám và sàng lọc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Và 195 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung trước đó tại các cơ sở y tế. Thông tin thứ hai là thông tin về việc bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam, gửi đơn khiếu nại đối với một luật sư tại Vĩnh Long. Cụ thể, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa có văn bản gửi ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long về đơn khiếu nại ngày 6 tháng 11 của bà Nguyễn Phương Hằng, địa chỉ số 6, Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về việc luật sư Trần Văn Sĩ, trưởng văn phòng luật sư Văn Sĩ, thành viên của đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long, có lời lẽ kích động, sử dụng báo chí, cổ vũ khởi kiện tập thể trái phép, sử dụng báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để cố ý phản ánh sai sự thật, vi phạm bộ quy tắc về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam. Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật Luật sư, khoản 7 Điều 20 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long xem xét giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết về Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thông tin thứ ba là thông tin về việc nhiều F0 vẫn đi vòng vòng làm lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự lo ngại trong chương trình livestream Dân hỏi thành phố trả lời, khi có nhiều F0 chưa biết bảo vệ cho người thân và cộng đồng. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay một số người dương tính nhưng vẫn không tự cách ly. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Những người này sau khi bị phát hiện dương tính không ở nhà và vẫn đi vòng vòng, gặp gỡ nhiều người, lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Đây là nguy cơ rất cao bùng phát dịch trong cộng đồng. Đặc biệt càng nguy hiểm hơn khi những F0 này đi thăm người thân, ông bà, người lớn tuổi. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương với nhiều bệnh nền, thậm chí có người đã nằm liệt lâu ngày. Thông tin thứ tư là thông tin về việc ứng dụng BC Covid là ứng dụng chống dịch bệnh Covid-19 thống nhất trên cả nước. Cụ thể, các địa phương được yêu cầu không phát triển thêm phần mềm chống dịch mới và thống nhất dùng BC Covid trên toàn quốc. Ngày 13 tháng 11, Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng chống dịch bệnh Covid-19 khác, thống nhất dùng chung ứng dụng để tránh gây rắc rối cho người dân. Một số địa phương tích hợp chức năng phòng chống dịch bệnh và ứng dụng đô thị thông minh đã có từ trước sẽ phải thực hiện áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để liên thông dữ liệu. Bộ Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an đã thống nhất BC Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong khi đó, ứng dụng VNAD của Bộ Công an có vai trò định danh, xác thực người dân. Còn Sổ Sức khỏe điện tử do Bộ Y tế quản lý là ứng dụng quản lý thông tin về sức khỏe của cá nhân. Cả hai sẽ vẫn tồn tại lâu dài, kể cả khi đại dịch Covid-19 kết thúc, để phục vụ cho xã hội. Phần cuối của video là thông tin về việc nhiều tỉnh thành miền Tây có hàng trăm ca F0 mỗi ngày. Chiều ngày 13 tháng 11, Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết trong ngày thành phố ghi nhận thêm 372 ca F0, trong đó có 96 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, 155 ca được phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà, 121 trường hợp trong khu cách ly và phong tỏa. Đến nay, số ca F0 tại thành phố Cần Thơ đã vượt mốc 12.000 ca. Đồng thời, trong ngày 13 tháng 11,
thành phố Cần Thơ có 4 trường hợp tử vong mới, nâng số bệnh nhân tử vong lên 127 ca. Tại Tiền Giang, trong ngày 13 tháng 11 đã ghi nhận 356 ca F0, trong đó 78 ca trong cộng đồng. Đến nay, Tiền Giang đã ghi nhận 20.500 ca F0, đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau tỉnh Long An. Cũng trong ngày 13 tháng 11, Tiền Giang có thêm 5 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại là 434 người. Tại Sóc Trăng, trong ngày hôm qua, ngày 13 tháng 11, đã ghi nhận thêm 364 ca F0 mới, nâng tổng số ca F0 lên đến 9.000 người. Tại An Giang, phát hiện 695 ca F0, hầu hết các huyện thành phố của tỉnh đều phát hiện ca dương tính. Đến nay, số F0 của An Giang đã vượt mốc 17.000 ca, trong đó có 190 trường hợp tử vong. Tại Hậu Giang, tỉnh này đã thống nhất thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường tại khu giáo dục an ninh quốc phòng của trường Đại học Cần Thơ và đầu tư hệ thống oxy lỏng cho bệnh viện dã chiến Vị Thủy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị sớm mở lại các khu cách ly quận huyện và bệnh viện dã chiến. Về tình hình thu dung điều trị, tính từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 12 tháng 11, số ca F0 cách ly tại nhà có xu hướng tăng, trong khi trường hợp tại cơ sở cách ly tại quận huyện giảm dần vì thành phố đang thu hẹp các cơ sở này. Do đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị ban chỉ đạo sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện và có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung điều trị các F0. Về tình hình tử vong do dịch bệnh COVID-19, theo lãnh đạo Sở Y tế, số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh dao động khoảng 40 ca một ngày, trong đó trường hợp tử vong trên 65 tuổi chiếm 52% và tử vong do dịch bệnh COVID-19 kèm bệnh nền là chiếm 85%. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người hãy gửi thêm thông tin cho ekip làm kênh địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.